Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1998, quê ở thôn 3, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, đã sát hại người xe ôm nghèo khổ vô tội Nguyễn Văn Hanh, 51 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, bằng 27 nhát dao. Gây án xong, tên Nam đã bị bắt, theo cách mà hắn không bao giờ ngờ tới. Khi hắn mang chiến lợi phẩm đi bán, đúng vào cửa hàng nạn nhân đã mua xe. Tìm đến gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hanh, chị Nguyễn Thị Nhung, vợ nạn nhân, tiếp chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chị không cầm được nước mắt khi nhắc đến người chồng vừa mới bỏ mạng dưới tay gã sát nhân máu lạnh. Cố kìm tiếng nấc nghẹn, chị Nhung kể cho chúng tôi nghe về buổi chiều kinh hoàng đó. Khoảng hơn 14 giờ chiều, ngày 7 tháng 11, 2014, tôi đang ngồi bán mía ngoài chợ thì anh Hanh đến phụ giúp tôi róc mía cho khách. Đang róc mía thì có một thanh niên đến bảo anh chở đi vào xã gần đó. Thấy có khách, chồng tôi lên xe chở khách đi ngay. Đến khoảng 16 giờ chiều, ruột gan tôi tự nhiên nóng như lửa đốt, linh tính có chuyện gì đó không lành. Đúng lúc đó, tôi thấy số điện thoại của chồng tôi gọi cho tôi mà lại không phải giọng của anh Hanh. Giọng người điện thoại cho tôi rất khó nghe, nên đến lần thứ ba tôi mới nghe rõ. Tôi chỉ kịp nghe thấy bên kia nói: xe ôm của Chư Sê chạy vào đây bị cướp rồi. Sau đó tôi điện thoại lại cho người đó để xác định vị trí, rồi vội vàng nhờ người chở vào chỗ chồng. Một mình cùng với xe ôm vào đến xã Bở Ngông, huyện Chư Sê, chị Nhung vừa đi vừa cầu mong chuyện dữ đừng xảy ra với gia đình chị. Khi đến trung tâm xã, chị điện thoại cho người cầm máy của chồng mình và được người kia hỏi lại rằng chị đi một mình hay đông người. Chị Nhung trả lời: tôi đi đông người. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp lời: chị bình tĩnh, tôi thông báo với chị một tin buồn, rằng chồng chị đã tử vong rồi chị ạ. Đúng lúc đó, con trai chị Nhung cũng chạy xe tới nơi. Đi thêm khoảng 2 km nữa, chị như không dám tin vào sự thật, rằng người đàn ông đang nằm trên vũng máu là người chồng của chị, mà mới 2 tiếng trước đó còn đang đứng phụ vợ róc mía. Khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan chức năng còn đang điều tra, thì bất ngờ kẻ thủ ác đã mang xe của anh Hanh đến bán đúng cửa hàng xe máy nơi anh Hanh đã mua cách đó 2 tháng, cách nhà anh chỉ vài trăm mét. Anh Vân, chủ cửa hàng xe máy, thấy chiếc xe này rất quen mắt và lại còn dính máu nên hết sức dè chừng. Nghi ngờ sự việc có ẩn khúc, anh Vân yêu cầu người bán xe đưa giấy tờ xe cho anh kiểm tra rồi mới mua. Sau khi xem giấy tờ xe, anh Vân thấy chủ sở hữu chiếc xe chính là người hàng xóm nhà mình, nên người chủ cửa hàng lấy cớ chạy thử xe rồi phóng thẳng đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khi lực lượng công an đến nơi, gã thanh niên đó vẫn ngơ ngác, không hiểu vì sao công an lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế. Sau đó, danh tính hung thủ được nhanh chóng làm rõ là Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1998, quê ở thôn 3, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, đang là lao động tự do tại địa phương. Tại cơ quan công an, bước đầu, tên Nam khai nhận và thừa nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 11, Nam thuê xe ôm của anh Hanh để chở từ thị trấn Chư Sê về xã Bở Ngông, huyện Chư Sê với giá 70.000 đồng. Đến đoạn đường vắng, tên Nam bất ngờ rút dao ra đâm vào cổ nạn nhân. Nhát đâm khiến anh Hanh ngã xuống. Sau đó, anh Hanh vùng dậy và cố bỏ chạy. Chạy được khoảng hơn 100 mét thì anh Hanh vấp ngã. Từ đằng sau, tên Nam đuổi kịp và đâm 27 nhát trên thân thể người đàn ông vô tội, trong đó có 11 nhát giữa ngực. Thấy anh Hanh nằm bất động, tên Nam liền cướp đi ví tiền và chiếc xe máy hiệu Honda Way mà nạn nhân mới mua cách đó khoảng 2 tháng rồi tẩu thoát. Về phần nạn nhân, sau đó anh gắng gượng lê đến trước cổng trường tiểu học thuộc làng Tơ Giá 2, xã Ba Mai, huyện Chư Sê để kêu cứu. Khi gặp được người dân, anh Hanh chỉ kịp đưa chiếc điện thoại nhờ gọi vợ rồi tắt thở. Sau khi gây án xong, tên Nam đã vứt con dao gây án trên đường rời đi. Sau đó, tên cướp này ung dung như chưa có chuyện gì, về nhà dì ruột của hắn ở gần đó để tắm rửa.
rồi đem chiếc xe vừa mới cướp được đi bán thì bị phát hiện và bắt giữ. Thổn thức trong nước mắt, chị Nhung ôm ngực uất ức nói với phóng viên: nó giết người dã man quá. Sau khi đâm xong, nó còn chạy về nhà người thân để tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra, rồi vô tư mang xe đi bán. Sao lại có loại người máu lạnh dã man như vậy? Ánh mắt thương đau, chị nói tiếp: có một điều chị không hiểu là tại sao từ lúc anh ấy mất đến nay cũng đã mấy ngày, nhưng tuyệt nhiên chưa có một người thân nào của hung thủ đến xin lỗi gia đình chị một câu, thắp cho anh ấy một nén nhang. Nghe nói ông bà, cô dì, chú bác của hung thủ ở gần đây, mà sao họ vô tâm đến vậy? Con cháu họ dạy thì họ là bậc chú bác phải khôn chứ. Người ta mất mạng mà còn chẳng được một câu xin lỗi nữa. Một người hàng xóm của nạn nhân nhận xét: tôi nghĩ anh Hanh bị chết oan ức nên anh ấy đã khiến hung thủ mang xe lại gần nhà mình để bắt hắn đền tội. Chứ đã là thằng ăn cướp thì nó phải bán xe ở nơi xa xa, chứ ai lại bán ở gần nơi nó thuê xe ôm như vậy. Đúng là cuộc đời nhân quả báo ứng, giết người thì phải đền mạng thôi. Ngày 2 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Giảng, sinh năm 1990, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, về hành vi giết người, cướp tài sản. Khoảng 17 giờ 50 ngày 30 tháng 5, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới chết dưới chân đê thuộc địa bàn xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương. Tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với các phòng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1981, trú thôn 4, xã Vũ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề lái xe ôm, bị nhiều nhát đâm vào vùng cổ dẫn đến tử vong. Trước vụ việc nghiêm trọng, ngay sau đó các tổ công tác được chia thành nhiều mũi để truy xét theo dấu vết nóng. Tang vật là chiếc xe máy bị cướp biển số 19X1-5925, đồng thời rà soát hàng chục các đối tượng nghi vấn trên địa bàn nhưng không tìm ra thủ phạm. Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ và công an một số huyện thuộc tỉnh Phú Thọ. Được sự giúp đỡ tích cực của phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã xác định đối tượng nghi vấn giết người là Nguyễn Tiến Giảng. Quá trình điều tra được biết, đối tượng Giảng nghiện ma túy, có một tiền án 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Mới ra trại, không có công ăn việc làm và có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Trong thời gian xảy ra vụ án, Nguyễn Tiến Giảng không có mặt tại địa phương và có bất minh về kinh tế. Sau khi có thông tin, tổ các trinh sát nhanh chóng lên đường truy tìm hung thủ. Tất cả các địa chỉ và nhà nghỉ trên địa bàn huyện Sơn Dương, thành phố Việt Trì và một số huyện lân cận giáp ranh với huyện Sơn Dương thuộc tỉnh Phú Thọ, nơi được rà soát và điều tra truy xét. Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, đối tượng thuộc diện nghiện hút lâu năm, từng có tiền án tiền sự, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Đối tượng di chuyển trên địa bàn rất rộng, ban chuyên án phải huy động nhiều lực lượng tham gia. Hiện trường xảy ra là nơi vắng người, không có nhân chứng. Khi có đầu mối về chiếc xe máy bị cướp, thì vật chứng này đã bị mua đi bán lại qua ba người. Đầu tiên, nghi phạm bán xe cho một người ở thành phố Việt Trì. Sau đó, người này lại bán sang huyện Lâm Thao. Tiếp theo, chiếc xe lại được bán cho một người ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian rất ngắn truy xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc xe máy tang vật. Từ đặc điểm nhận dạng đối tượng bán xe máy cùng với quá trình rà soát sàng lọc, cuối cùng cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Tiến Giảng. Công an tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp điều tra truy bắt hung thủ. Quá trình phá án còn có sự phối hợp rất chặt chẽ của các đơn vị thuộc công an tỉnh Phú Thọ và công an quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ ngày 1 tháng 6, các tổ công tác
đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Giản khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Giản khai nhận bản thân là con nghiện ma túy từ lâu, đang bị HIV giai đoạn cuối, chưa có vợ con. Do lên cơn nghiện, không có tiền mua ma túy nên đối tượng đã âm mưu sát hại xe ôm cướp tài sản. Trước đó, Giản thường thuê anh Huy chở xe ôm một vài lần nên đã có số điện thoại của nạn nhân để liên lạc. Chiều 29 tháng 5, Giản đem theo một chiếc kéo và gọi điện thoại cho anh Nguyễn Quốc Huy thuê chở đi có việc tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Khi đến đoạn đường D thuộc địa bàn xã Trường Sinh thì trời nhá nhem tối. Giản giả vờ bảo anh Huy dừng xe để chờ người lấy đồ. Trong lúc chờ đợi, thấy anh Huy mất cảnh giác, Giản dùng kéo mang theo đâm liên tục 4 nhát vào cổ anh Huy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy anh Huy bất động, Giản lục soát người và lấy một điện thoại di động, ví tiền và chiếc xe máy của nạn nhân. Sau đó, đối tượng thay quần áo, điều khiển xe máy hướng về Hà Nội. Khi đi qua sông Lô, Giản vứt bộ quần áo dính máu nạn nhân và chiếc kéo xuống sông để phi tang. Sau khi giết hại nạn nhân, Giản lấy đi chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân. Sau đó, đối tượng mang điện thoại đi bán được 200.000 đồng. Còn xe máy, đối tượng bán cho một người không quen biết ở vị trí Phú Thọ được 2 triệu đồng. Cũng theo lời khai của đối tượng, do có mối quan hệ với dân xã hội và các đối tượng nghiện, nên khi Giản di chuyển đến đâu, nhớ được người bạn nào thì liên lạc với người đó để nhờ giúp đỡ. Giản di chuyển từ Việt Trì, Phú Thọ bằng đường thủy, đi nhờ tàu cát về khu vực Thường Tín, Hà Nội. Tại đây, đối tượng tiếp tục liên hệ với những con nghiện từng là bạn của hắn để nhờ vả. Giản di chuyển đến khu vực gần bến xe Mỹ Đình và đang hẹn một đối tượng khác với mục đích vay tiền để tiếp tục đi trốn, thì không ngờ bị cảnh sát ập đến bắt giữ. Cuộc truy tìm tung tích hung thủ khép lại, kẻ thủ ác sẽ phải nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Song bên cạnh đó là một luồng dư luận mang hơi hướng tâm linh cho rằng chính oan hồn người xe ôm tên Huy đã quay về báo oán kẻ thủ ác, khiến hắn tự buộc miệng thừa nhận hành vi giết người của mình. Nên khi bị bắt, chính bản thân Giản còn chưa định hình được vì sao mình bị bắt. Quá trình được đưa về trụ sở cơ quan công an, khi cán bộ điều tra đưa ảnh hiện trường cho Giản xem thì hắn bất ngờ buộc miệng nói: "Vụ em giết xe ôm ở Tuyên Quang chứ gì?" Sau đó, đối tượng thành khẩn khai báo chi tiết về hành vi phạm tội.